sẽ như thế nào nếu như dòng Arian sản xuất loa kéo hả anh chị? Dạ. Ở đây, nó em ở đây nè, MK3 vừa mới ra lò luôn nha mấy anh chị. Ở đây nó sẽ đi cho mình là cái gì ạ? Con bass 4 tấc, bass 40 cm. À, con trung 14 cm. À, và con kép 9 cm. Dạ, yeah, cho ra chất âm cực kỳ là ấm. Dạ, yeah. Nhà thiết kế của Arian cực kỳ là thông minh nha, yeah. Để cho mình ở trên đây cái bo mạch ở ngay trên đây luôn. Đó, có hai chỗ cắm mic để mình hát karaoke. Đó, thì ở đây chi tiết bo mạch thì nó gồm những gì? Đó, anh chị có thể chỉnh được cái gì? Volume, bass, treble của mic. À, có cả effect, vì effect ở đây là có reverb, delay và echo, bass treble riêng biệt của nhạc. Đó, có cả cổng luôn cắm guitar. Đó, ở đây bộ xử lý âm thanh số, đó, tùy chỉnh ở trên nút. À, qua bài chỉnh bài tùy chỉnh chế độ bình thường hoặc là Bluetooth. Đây, hình dáng của em nó đây, nhìn nho nhỏ vậy thôi nhưng mà công suất của nó lên tới 350W nha mấy anh chị. Đó, đánh lên là hàng xóm phải dè chừng. Đó, em nói thiệt, tầm khoảng bàn tiệc tầm khoảng 40-50 người là chơi ok lắm luôn rồi đó. Đây, con này là MK3 nha. Đây, bảo hành cho anh chị 12 tháng nếu như anh chị nào về mà xài không muốn à. À, bao test cho anh chị 7 ngày. Đây, mẫu này nha. Nó cực kỳ là cứng cáp. Con này nặng tầm khoảng 50kg đó. À. Đó, đập là chỉ có đau tay thôi không chứ không có đau loa. Dạ, còn anh chị có thắc mắc nào nữa, cứ để lại comment cho em nha. Cảm ơn mấy anh chị.